Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review chiếc xe Frontline 2010 máy mẹt cho các bạn xem ha. Đó, chiếc này nè. Trời đang mưa. Trời đang mưa nha các bạn. Trời ơi, chịu cực quay cho các bạn xem luôn nè. Để quay cái mặt tài xế ơi. Ủa đi luôn hả? Không đậu cái đó. Đây là tài xế nè các bạn. Đó, hôm nay mình lên xe đó mình quậy bữa rồi. Tài xe này có gì? Đây của mình chữa cháy. Để đây máy khi nào nổ không ta? Má nổ chết tài xế trước á. Đó. Coi trên xe nó có gì, có lục, có bánh, trái gì mình ăn không. Mưa nha, đang mưa, mở máy lạnh lên. Khách khứa tới nhà không mở máy lạnh gì hết vậy. Tiền đâu mở máy lạnh ra. Rồi, không có tiền luôn hả? Không. Tài xế mấy chục triệu, không có tiền. Tiền cướp mà. Đây cái giường của nó nè, cái ổ của nó nè, đó. Rồi cái này có bánh gì không? Cái này ăn được á. Bỏ vô túi. Ơi, này nước gì vậy? Trời ơi, mặt ong. Ủa mặt ong không hen. Đó, trên đây đổ để đồ rửa xe của nó nè. Đó. Đây có gì không? Trời ơi. Có bánh trái gì nữa không? Ơi xịt phòng luôn nữa ha. Ghê thiệt. Nè. Gì vậy? Trời ơi, đậu phộng. Hết hẻn rồi. Cái gì nữa không? Tài xế chạy hả? Chạy đâu vậy anh? Ra ngoài anh ơi. Sao kỳ vậy? Để cho người ta vô, người ta bỏ hàng. À. Mới tập hả? Tập lên lâu chưa anh? Mới có 8 năm hả? À, anh mới tập chạy có 8 năm hả? Ừ. À, sao anh ngu vậy anh? 8 năm mà anh không biết chạy vậy anh? Dạ. Anh còn tập nữa vậy? Hả? À, người ta dạy có mấy tháng là người ta biết chạy rồi. À. Mưa đỡ hả? Mưa mát. Mát nhà mới sửa đó. Thấy không? Mới sửa hết nhiêu vậy? 850. À rồi có xin anh Hùng được không? À, sao xin phải ngồi phải nhầy như ầu ơ ảnh mới cho. Thấy không? Cái gì? Cho. Mày bữa nào mày lên mày cứ mày ngồi mày chù hoài là không cho à. Cái gì? Đây là gì? Đèn nha, cái này là cái đèn. Đó, đèn đọc sách gì đó. Đây là tàn thuốc sạc điện thoại rồi đút vô cái lỗ đó đó. Đèn trên. Vàng lạnh trong có không? Có luôn hả? Có, còn mà. Còn luôn. Coi Lục ơi, còn bánh trái gì ăn không? Giờ không còn cái gì ăn hết à. Trời ơi, tài xế bùi quá vậy. Có bánh không à? Chào tạm biệt các bạn. Thôi vậy thôi nha. Chào tạm biệt các bạn. Bữa nào mình quay cái chiếc kia nữa ha. Này máy này chạy ngon không anh? Máy mẹ chạy rất là ngon. Chạy ngon hả? CD. Ừ. Rồi. Bye bye các bạn nha.